Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Quang Phạm cùng với anh Đức Hiền cũng đến nhà của chị Bảy để quay và chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì hôm nay các anh thợ đang chuẩn bị đem dụng cụ để lên để chuẩn bị cất nhà cho gia đình chị Bảy nè. Thì dàn giáo với cốt pha rồi nè quý cô chú anh chị. Thì chở đến một ghe đó nha. Ghe này là mình chưa chở hết luôn không anh? Hết đồ luôn không? Còn thêm ghe nữa hả? Ghe này thấy bộ nhỏ quá ha. Chở dàn giáo đồ nè, đồ để mình đến mình xây nè. Có máy trụng hồ hả? Có luôn. Có luôn ha. Phải có máy trụng hồ là làm cho lẹ chứ trong nhà của anh Hiền không thấy máy trụng hồ đâu hết á. Này xô cái xách hồ hả? Bự rồi mình ơi. Nhỏ tầm biến. Đây lên cho mình. Mình cua lại nó được. Cái đội mình có nhiêu người làm anh? Còn mấy anh nữa, 7 người. Tổng cơ 7 người ha. Ừ. Đây là cảnh mấy anh thợ đang chuyển vật liệu, mấy cái đồ để lên làm nhà cho anh chồng của anh Huyện nha, là chồng chị Bảy ung thư đó. Thì đem đồ là như là dán, cốt pha rồi thùng bê rồi nào mà quý cô chú anh chị. Thì sẵn đó anh thầu là ghé chỗ vật liệu xây dựng lấy giùm luôn mà cái sắt nè, đặng mời anh bẻ trước. Là mình mua chính ảnh là 10 tấm lớn, 4 tấm nhỏ thôi. Tầm nó khoảng 1 triệu mấy trong cái phí mình có. Thì đó cũng là một cái điều biết mình cũng muốn nói với cô chú thì mình không quên biết. Mình cũng lấy sắt rồi. Cây dê lấy rồi đúng không? Rồi đai lấy rồi hết rồi. Đai rồi lấy hết luôn hả? À, là lấy sắt rồi lấy đai đầy đủ. Kém luôn ha. Thì mình nói thì đặng sợ là khi mà khởi công á nó mấy cái nào ta cốt pha là mấy cái dán này đây hả? Phải không? Ờ dán mới ha. Ừ để cho gọn. Cái một luôn nha, đừng có ì chỗ này chỗ kia nghe, là không kịp á. Dạ. Ý em nói là dồn quân mình đánh tổng lực cái luôn hết luôn. Dồn đây luôn rồi bậy. Dồn đây luôn rồi phải không? Dạ. Để mà sợ em sợ đi vô rồi lỡ dịch. Có, giờ đi ra ngoài cũng đâu có được đâu. Ừ. Đúng rồi. Giờ dịch nó cũng đang lu bu á. Mình dồn đây mình đánh một lượt luôn là cho nó xong trong cái nhà luôn cho nó khỏe. Chắc là để đại qua đây đưa mình xả rồi hết rồi. Đây xi măng mới. Bơi mới đem mà. Bơi đem không dẹp nữa. Bơi chắc chưa mới đem mà. Đem xuôi vô xăng này nè. Bơi mình đóng ở dưới. Bơi mình đóng ở dưới mới ghi rồi. Con để đây.
được không, chỗ đó được không? Ở đây đi mưa mình trả cho hết rồi mà lắm. Dướng được trả vô mình trả rồi. Chỗ đó dướng. Ừ. Chỗ dướng đường á. Có. Này là vận chuyển đồ đây, là sáng mai là khởi công nha quý cô chú anh chị. Sáng mai khởi công xây cái nhà cho anh chủ nhà anh Huyện nha. Thì anh Huyện là chồng của chị Bảy đó. Thì sáng mai sẽ khởi công xây cái nhà cho chị Bảy ung thư nha. Thì hôm nay thì các anh thợ đã đem vật đồ để hỗ trợ xây này nha. Thì sẵn nên mấy anh thợ ghé luôn chỗ vật liệu xây dựng 2 tấn đó, lấy sắt luôn nè, lấy sắt trước luôn nè. Là mình lấy trước hả? Lấy trước 50 cây phi mười lên. Được, người ta không tính được, người ta thấy cái hàng qua là
đủ tiền làm cái một á, nhưng mà mình phải đợi cái khách này. Mình giao đủ hàng thì mình tổng kết, mình trả tiền thôi. Tiền ra thì tạm ứng phí là 30 triệu. Ủa, qua thấy có 50 bao xi măng đủ không? Thấy ít à? Cát đá rồi, vậy là anh kêu đủ hết rồi phải không? Anh ghi trong đó đủ hả? Có. Mới cát chưa đủ rồi. Cát chưa đủ. Đây đâu, mình đâu có chỗ đâu chứa. Cái gì đây, cá chưa trước thôi, còn nào là con nữa chưa trước thôi. Dạ. Nhẹ. Sắt mà không liền gì gì xong. Sắt mà liền luôn rồi, móp béo. Móp móp sắt hết trơn con. Ừ. Trời thằng cô luôn, chứ hiểu. Nó là dây buộc. Cái này 1 ký luôn. Đi tay chỉnh không gọn cái túi vừa cái rồi làm kê còn gì nữa không hết hả? Còn sắt còn 20 ký. Rồi sắt mấy ta, sắt 6 hả? Sao đâu, nó cắn cái hay cái rồi buông à. Cái đầu biết đau, cái đau hết biết rồi. Cái sao xỉu rồi, cái gì biết đau. Nhiều tiền hả? Anh Nguyễn đang đập. Anh đập này lấy này làm gì anh Nguyễn? Nữa, có cần xài gì có anh. À, lấy cát á ha. Còn mấy đó nữa đầm ở trong cũng được, nó cũng chắc lắm. Đầm trong nền á. Chứ mưa có nuôi cá gì không? Tưởng nuôi cá thảy như chết hết à. Qua tối nó có mưa mà. Có mưa nhỏ này. Mưa nhỏ. Cái này lên lúc trước xây này là xây cái nà cái giường hả? Dạ, xây giường cho nhỏ ngủ nè, đâu có tiền đâu mua cái chổng. Thì nó làm tạm đỡ nên. Chứ làm cái chỗ này làm cái giường để cho nhỏ gái ngủ ha. Dạ. Giờ đập gan lấy nữa mình làm cho nó dễ. Gia đình mình chuẩn bị trước rồi mai thợ nó vô làm là mau lắm. Ăn ngồi cho con ngồi bệnh mũi thế này, cậu ăn chạy ra bữa nay chứ.
hay cho con đang dọn cái nền cho nó sạch sẽ, đang mời mấy ông thợ vô làm cho nó xong. Củi này là anh cũng dọn đi luôn hả? Mấy này là dọn đi hết nè, anh mời cho mấy anh thợ làm cho lẹ. Đây tới chiều mấy cho con dọn lại xong luôn đi. Thôi Quang Phạm xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào một cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.